Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần số thực của bài học trước. Bài học trước thì thầy có giới thiệu cho các em hai cái khái niệm cơ bản ở trong cái tập số thực, đó là khái niệm cận trên đúng, có nghĩa là supremum, và cận dưới đúng, tức là infimum. Bài học trước thì thầy có nêu ra cho các em một cái ví dụ để chúng ta hiểu được cái cận trên đúng và cận dưới đúng của một tập hợp như thế nào. Thế bây giờ hôm nay thầy sẽ có thêm hai cái ví dụ nữa. Hai ví dụ này khá quan trọng để chúng ta nêu ra cái sự thiếu sót của cái tập hợp quy, tập hợp các số hữu tỉ như sau. Và chúng ta theo dõi cái ví dụ tiếp theo, đó là ví dụ số 2. Thầy cho một cái tập hợp A, nó bao gồm những cái số x bằng 1 chia n, mà ta ký hiệu là xn, là để bởi vì nó phụ thuộc vào n, với n của chúng ta là tập hợp, là thuộc vào tập hợp các số tự nhiên. Thế thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy một điều sau đây: 1 chia n với n của chúng ta là số tự nhiên. Do vậy mà 1 chia n của chúng ta là số hữu tỉ. Do thế mà A là tập hợp các cái số hữu tỉ có dạng 1 chia n với n là thuộc n lớn, thì A của chúng ta rõ ràng là tập hợp con của tập hợp các số hữu tỉ, đặt tên là quy, chúng ta biết rồi. Thế bây giờ thì chúng ta thấy một điều sau đây. Thứ nhất là cái dãy số 1 chia n của chúng ta là một cái dãy số giảm. Và cái chuyện này giảm thì chúng ta thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì khi n mà càng lớn thì 1 chia n sẽ càng nhỏ, nó càng giảm dần xuống. Đồng thời trong chương trình phổ thông thì chúng ta cũng có được giới hạn của cái dãy số xn khi n tiến tới cộng vô cực, nó bằng 0. Và như vậy thì dãy số giảm thì có nghĩa là ta thấy rằng là x1 thế n là bằng 1 vào thì ta thấy nó bằng 1 rồi. Giảm có nghĩa là nó càng ngày nó càng nhỏ dần đi, tức là x1 lớn hơn x2 nó càng ngày càng nhỏ dần, x1 là lớn nhất. Và chúng ta thấy rằng khi n tiến tới cộng vô cực thì giới hạn của xn sẽ bằng 0, cho nên đương nhiên nó cũng sẽ lớn hơn 0. Như thế thì từ đây chúng ta thấy rằng cái cận trên đúng của tập hợp A rất rõ, đó là bằng 1, tức là cái ký hiệu là sub A đó. Và cái cận dưới đúng của A cũng không khó để chứng minh, nó chính là số 0. Thế thì ở đây cái điều mà chúng ta thấy, mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em đó. Số 1 này của chúng ta là số hữu tỉ, A là tập con của quy, và sub của A nó cũng thuộc quy, nó bằng 1, và inf của A nó cũng là một số hữu tỉ. Như vậy ví dụ số 2 nó là như thế này. Còn nhân tiện đây thì thầy cũng muốn nhắc lại cho các em cái bài học trước mà thầy muốn nói, đó là thầy đang xây dựng cái tập hợp số thực mà dựa trên những cái hiểu biết nhất định của chúng ta ở cái chương trình phổ thông, chứ thầy không xây dựng cái tập số thực theo cái cách tiên đề. Cho nên có khả năng là chúng ta sẽ gặp phải những cái kiến thức, chẳng hạn như ở đây thầy đang trình bày đến dãy số, thầy đang trình bày đến giới hạn, thì nó có thể là nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà ở đây thầy chỉ muốn giúp cho các em hiểu rõ cái tập số thực thông qua những cái hiểu biết của chúng ta có được ở phổ thông. Bây giờ ta xem tiếp cái ví dụ số 3. Mà trước khi qua ví dụ số 3 thì thầy muốn nhấn mạnh lại cái ví dụ số 2 như thế này. Đó là A của chúng ta là tập con của quy, thì khi đó cái cận trên đúng của A cũng thuộc quy, và cận dưới đúng của A cũng thuộc quy. Bây giờ điều này có phải lúc nào cũng xảy ra hay không? Thì bây giờ chúng ta quan sát tiếp ví dụ số 3. Thầy cho tập hợp A gồm có các cái phần tử sau đây. Đó là 1 cộng 1 chia n, tất cả những thứ n với n của chúng ta là số tự nhiên. Thế thì với n là số tự nhiên thì 1 chia n là số hữu tỉ, 1 cộng cho một số hữu tỉ là số hữu tỉ, rồi lũy thừa n đương nhiên cũng là một số hữu tỉ. Như vậy A
các phần tử của A đều là những số hữu tỉ cả. Do thế chúng ta cũng có được cái nhận xét giống như ví dụ số 2, đó là A của chúng ta là tập con của tập hợp Q. Thế thì trong chương trình lớp 11, các em biết một điều như thế này. Cái dãy số xn được định bởi 1 cộng 1 chia n là tất cả đối thừa n này là một dãy số tăng. Tức là n càng lớn thì nó càng lớn. Đồng thời chúng ta lại có tiếp cái kết quả của năm 11, đó là giới hạn của xn khi n tiến đến cộng vô cực là tồn tại. Và nó bằng ơ. Ơ là một cái số gần bằng 2,71. Do bây giờ để diễn tả cái điều này ra cho nó dễ hiểu thì chúng ta thấy như thế này. Bắt đầu từ x1, ta thấy với n bằng 1 thì ta thay vào đây thì ta được là 1 cộng 1 là 2, 2 lũy thừa 1 bằng 2. Và nó dễ số tăng cho nên nó cứ lớn dần lên, tức là x1 nhỏ hơn x2 vân vân, nhỏ hơn xn, nhỏ hơn vân vân. Và khi n tiến ra cộng vô cực thì xn của chúng ta dần về ơ. Như vậy thì đương nhiên cả cái dãy số này của chúng ta nó nhỏ hơn ơ. Mà chúng ta lấy máy tính thì chúng ta bấm trong máy tính nó có cái giá trị ơ đó. Ta thấy nó bằng 2,71828 vân vân. Đây là một cái số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tức là đây là một cái số vô tỉ. Thế thì nhân tiện đây thì thầy cũng nhắc lại bài học cũ một chút. Đó là bài học cũ thầy có nêu ra cho các em cái tính chất của cái số hữu tỉ. Đó là mọi số hữu tỉ chúng ta đều có thể biểu diễn được dưới dạng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Và ngược lại, mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều đưa được về số hữu tỉ. Thế thì ở đây cái số ơ của chúng ta nó là 2,71828 vân vân, nó không tuần hoàn và đây chính là số hữu tỉ. Vậy thì bây giờ với cái cách diễn như thế này để chúng ta dễ nhìn ra được cái số, cái infimum của A, tức là cái số bé. Số bé của A nó bằng mấy? Bằng 2. Và cái supremum của A nó bằng ơ. Ơ nó ta vừa mới giới thiệu xong, nó là cái số vô tỉ. Thế thì số 2 nó là, bây giờ ta cứ hiểu nó là số nguyên, hoặc ta có thể hiểu một cách rộng hơn nó là cái số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thì khi đó cái số 2 này của chúng ta rõ ràng nó là một cái số hữu tỉ, nó thuộc quy. Nhưng ơ là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, cho nên đương nhiên nó không thuộc quy. Như vậy thì chúng ta thấy A là một tập con của quy, nhưng infimum của A thuộc quy nhưng sup lại không thuộc. Như vậy có khả năng rằng giá trị, tức là cận trên đúng hoặc cận dưới đúng của một tập con của quy có thể nằm trong quy hoặc không nằm trong quy. Và chính vì cái việc mà nó không nằm trong quy như thế này các em, chẳng hạn như ví dụ này, sup A không thuộc quy, mà cái tính chất này nó chính là cái tính chất mà nó không đầy đủ của quy. Tức là chúng ta thấy có cái gì đó trong quy nó thiếu, nó thiếu thiếu một cái gì đó. Thế bây giờ làm cách nào để chúng ta bù đắp cái sự không đầy đủ này của quy? Một cách lẽ rất tự nhiên đó là chúng ta phải nới rộng cái quy của chúng ta ra. Nới rộng làm sao cho nó đầy đủ, cho nó liên tục, cho nó dày đặc trên cái tập số của chúng ta. Thế thì từ đây chúng ta mới bổ sung cái tính chất không đầy đủ của quy như sau. Trước hết chúng ta thấy như thế này. Trong tập hợp quy rõ ràng có những tập con bị chặn đó, thì có thể sup và in không thuộc quy, là vừa rồi thầy nói rồi. Và một vấn đề tự nhiên, rất tự nhiên. Vậy một tập con bị chặn có sup hoặc in hay không? Có phải bất kỳ một tập con bị chặn nào của R cũng đều có sup hoặc in hay không? Vấn đề tự nhiên đặt ra là như vậy. Thế bây giờ thì chúng ta xem, để có được cái điều đó chúng ta bổ sung cái tính chất đầy đủ như thế này, mà chúng ta gọi đó là cái tiên đề supremum. Cái tiên đề này người ta bảo như sau các em. Đó là nếu như một cái tập hợp
con của R khác rỗng. Mà nếu như nó bị chặn trên thì cái tiên đề supremum này khẳng định cho chúng ta rằng bao giờ tập hợp A của chúng ta cũng đều có cận trên đúng, tức là đều có supremum. Không những thế, cái cận trên đúng đó còn thuộc R nữa. Mà cái tính chất này rõ ràng vừa rồi không có ở trong Q. Qua cái ví dụ số 3 vừa rồi thầy nêu thì chúng ta thấy cái sup của A nó bằng ơ không thuộc Q. Còn ở đây cái tiên đề supremum khẳng định cho chúng ta như sau: bất luận một tập con của R khác rỗng mà nếu bị chặn trên thì bao giờ cũng tồn tại cận trên đúng. Mà trong bài học trước thì cận trên đúng là tồn tại duy nhất, mà cận trên đúng này còn thuộc cả R nữa, thì rõ ràng tính chất này là không có ở trong Q. Mà thầy có nêu ở cái bài học trước, tức là nó rơi vào cái tính chất của cái nhóm thứ ba, là cái nhóm mà những tính chất mà Q không có. Rồi một cách như vậy thì từ cái tiên đề supremum này, một cách rất tự nhiên, chúng ta cũng có được cái infimum. Nghĩa là mọi tập hợp con khác rỗng của R nếu mà bị chặn dưới thì bao giờ cũng tồn tại cái cận dưới đúng, và cận dưới đúng đó cũng thuộc R. Đó. Rất tự nhiên là như vậy. À, như vậy thì bây giờ chúng ta có một cái, qua cái tiên đề này thì chúng ta có một cái nhận xét khá thú vị sau đây. À, như vậy thì trước hết chúng ta có Q là tập hợp thỏa những tính chất của nhóm 1 và nhóm 2. Thế bây giờ nhóm 1, nhóm 2 là gì? Thầy đã nói ở trong cái bài học trước. Nhóm 1 đó là nhóm mà nó mang tính chất số học. Đó là gồm có tất cả những tính chất liên quan đến phép toán cộng trừ nhân chia. Hai số hữu tỉ cộng lại ra số hữu tỉ, hai số hữu tỉ nhân lại cũng ra được một số hữu tỉ, vân vân. Bốn phép toán đó Q đều đúng. Còn nhóm thứ hai của chúng ta là nhóm mang tính chất thứ tự, tức là lớn hơn, bé hơn. Chẳng hạn như nó có tính chất bắc cầu, chẳng hạn như số hữu tỉ A nhỏ hơn số hữu tỉ B, rồi số hữu tỉ B nhỏ hơn số hữu tỉ C thì cũng kéo theo A nhỏ hơn C, vân vân. Nhưng mà cái tập hợp Q của chúng ta rõ ràng không thỏa cái tiên đề supremum. Bởi vì qua cái ví dụ 2 vừa rồi thì chúng ta thấy sup A bằng ơ đâu có thuộc Q, mặc dù A nằm trong Q. A rõ ràng tập hợp có số hữu tỉ nhưng sup của nó không thuộc Q. Rồi bây giờ chúng ta lại có tiếp một cái nhận xét như thế này. Như vậy thì rõ ràng là các phần tử của Q nó có những cái chỗ còn trống. Mà ở cái bài học trước thầy thấy, chúng ta thấy rằng là không có một cái số hữu tỉ nào để bình phương nó lên bằng 2. Đó là một cái sự còn trống, đó là cái sự thiếu sót. Thế thì nhờ vào cái tiên đề supremum này mà chúng ta đã lấp được tất cả những cái chỗ trống đó bằng những con số vô tỉ. À, như vậy thì các số vô tỉ, các số hữu tỉ nó xen kẽ, nó lấp cái các cái số vô tỉ, nó lấp đầy cái những cái chỗ trống của các cái tập hợp của các số hữu tỉ, nó tạo ra cho chúng ta một cái tính chất gọi là cái tính chất liên tục của R. Tức là cái, các em cứ tưởng tượng là các cái số thực nó san sát nhau, nó dày đặc, nó trù mật, nó rất sát nhau, nó không có một cái chỗ trống nào cả. Bây giờ nó liền lặp với nhau, nó liên tục. Mà chính vì cái đặc tính liên tục này của R mà các em thấy cái việc chúng ta hiểu tập hợp các số thực này thông qua những cái khái niệm hình học, thông qua những cái hình ảnh hình học rất hay như thế này. Bây giờ cái tập hợp cái số thực đó, bởi vì nó liền với nhau mà, cho nên là chúng ta xem cái tập hợp số thực như là một đường thẳng. Và chúng ta hình dung ra được cái đường thẳng nó bao gồm nhiều điểm, 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 điểm này, điểm kia, nó liền với nhau. Nó không bị trống một cái chỗ nào ở trên đường thẳng.
Cho nên cái tập hợp R được hiểu như là một cái đường thẳng diễn tả về mặt ý nghĩa hình học. Cho nên là cái tập hợp R chúng ta còn gọi là trục số thực, trục là một đường thẳng. Và trên trục đó có những số nó dày đặc ở trên đó. Và mỗi một số thực như vậy đó, chúng ta còn gọi nó là một cái điểm nào đó nằm ở trên cái đường thẳng đó. Do vậy mà thường chúng ta cứ bảo số thực x, hay là chúng ta gọi là điểm x là như nhau. Thực sự ra thì chúng ta thấy cái khái niệm điểm nó chỉ là cái khái niệm hình học. Nhưng mà bây giờ ta bảo là một điểm x thuộc R cũng đúng. Và chúng ta đồng nhất cái đường thẳng với lại cái tập hợp số thực. Và một cái nữa đó là nếu mà chúng ta có cái tập thứ, chúng ta có cái quan hệ thứ tự đó mà A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn B thì thông thường người ta mà chỉ biết A nhỏ hơn B thôi. Thế thì ở đây chúng ta còn có thể nói rằng là A nó ở bên trái B. Tức là nếu mà ta xét trên trục số, ta vẽ nó ở trên trục số thì rõ ràng chúng ta thấy A nhỏ hơn B. Hoặc A nhỏ hơn B tức là A nằm bên trái B. Hoặc là người ta còn gọi B nó nằm ở bên phải A. Hoặc là chúng ta có những cái ngôn từ rất rất bình dân như thế này. Chẳng hạn như chúng ta có A nhỏ hơn C, nhỏ hơn B thì ta gọi C nó nằm ở giữa A và B. Hoặc B nhỏ hơn C, nhỏ hơn A thì ta cũng gọi C ở giữa A và B. Và chúng ta có những khái niệm rất cụ thể của cái tập hợp số thực nhờ vào cái tiên đề supremum nó chám trống tất cả những chỗ còn trống của cái tập hợp số hữu tỉ. Và một số khác nữa chúng ta lại có những cái tên gọi như thế này. Chẳng hạn như thầy nhắc lại cái móc vuông A rồi B, nó là tập hợp các phần tử x sao cho x là số thực nhé, sao cho x lớn hơn hay bằng A, nhỏ hơn hay bằng B. Và cái móc vuông này ta gọi nó là đoạn AB, gọi là đoạn AB. Thế rồi giờ nếu mà cả hai móc tròn thì các em chú ý ở đây không có dấu bằng, dĩ nhiên x ở đây là thuộc R, thì lúc đó ta gọi là khoảng. Và với cái ý nghĩa là trên cái đường thẳng đó thì chúng ta còn nói hơn nữa là cái đoạn AB nó có độ dài là B trừ A. Cái đoạn AB nếu mà ta hình dung ở trên cái đường thẳng trục số thực đó, thì cái đoạn AB nó có cái chiều dài của nó là B trừ A. Hoặc nhiều khi người ta còn gọi cái khoảng AB này, nếu mà ta thể hiện ở trên trục số thì ta cũng có thể gọi cái khoảng AB nó có độ dài là B trừ A. Hoặc là chúng ta có thêm một cái tập hợp con của R cũng thường gặp, đó là một móc tròn, một móc vuông. Nhớ cái tròn thì không có dấu bằng, còn vuông thì có dấu bằng. Thì khi đó ta gọi cái này là nửa khoảng. Nửa khoảng. Hoặc là móc vuông ở đằng trước, móc tròn đằng sau cũng được. Thầy bôi ví dụ thầy có cái móc vuông đằng trước, móc tròn đằng sau thì móc vuông thì có dấu bằng. Móc tròn không có, vẫn gọi là nửa khoảng. Và chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa mà chúng ta cũng sẽ hay gặp. Đó là cái khái niệm về lân cận của điểm x0. Nó là một khoảng bất kỳ chứa x0. Mà chính vì cái ý nghĩa hình học, cái đường thẳng tượng trưng cho cái tập số thực đó, cho nên chúng ta mới có được cái chữ lân cận. Cái chữ lân cận ở đây chúng ta được hiểu như thế này. Nó ở rất gần với nhau. Lân cận có nghĩa là giống như là hàng xóm láng giềng của mình vậy. Hàng xóm láng giềng của chúng ta là những nhà ở rất gần với chúng ta, xung quanh với chúng ta. Bên trái có một vài nhà, bên phải có dăm ba căn. Hàng xóm rất gần, rất gần. Tức là nó có là một cái khoảng mở chứa cái điểm x0. Thì cái khoảng mở đó gọi là một lân cận của x0. Thế bây giờ hiểu cái chữ lân cận phải ở rất gần. Như vậy thì một cái khoảng càng bé chứa x0 thì cái lân cận nó càng có ý nghĩa. Chứ còn cái khoảng mở mà chứa x0 mà cái khoảng đó lớn quá thì nó mất đi cái ý nghĩa của cái chữ lân cận. Do thế mà trong thực tế chúng ta thường sử dụng cái lân cận của x0 như sau. Đó là chúng ta sẽ cho một cái epsilon dương nhỏ, tùy ý, rất nhỏ. Thì một cái khoảng mở chứa x0 ta chọn là x0 trừ epsilon và x0 cộng epsilon.
đây là một cái khoảng mở rất bé chứa X0. Và cái khoảng mở này chúng ta gọi là một lân cận của điểm X0, rất nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ, vừa rồi thì thầy có giới thiệu cho các em cái tiên đề supremum để bù đắp cho những cái khoảng trống mà cái số hữu tỉ nó để lại trên cái trục số của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta xem tiếp một số những cái tính chất, phải khai thác thêm một số những cái tính chất liên quan đến hai cái khái niệm là supremum, infimum. Rồi sau đó có một số những tính chất khác mà nó nhờ vào cái tiên đề supremum mà chúng ta có. Thế thì supremum nó là một cái cận trên, đúng. Và để hiểu lại một lần nữa thì thầy nói cho nghe. Một cái tập mà nó bị chặn trên thì bao giờ nó cũng có nhiều cái cận trên. Thì cái cận trên mà nhỏ nhất thì nó gọi là supremum. Mà qua cái tiên đề vừa rồi thì mỗi một cái tập mà có bị chặn trên thì bao giờ cũng tồn tại supremum. Thì bây giờ ta xem thử coi cái supremum đó của chúng ta, ngoài cái định nghĩa nó ra, nó có thêm cái tính chất nào nữa. Thế thì tính chất của nó như thế này. Nếu thầy đặt M là supremum của A thì khi đó tương đương với hai điều sau đây. Thứ nhất, đương nhiên M của chúng ta phải là một cận trên của A, tức là X phải nhỏ hơn hay bằng M với mọi X thuộc A. Và điều thứ hai, đó là nếu chúng ta lấy với mọi epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái giá trị X0 thuộc A để cho X0 lớn hơn M trừ cho epsilon. Cái điều này chúng ta dễ tưởng tượng được lắm. M là một cận trên đúng, tức là nó sát, rất sát vào cái tập hợp A từ ở trên đổ xuống rồi. Vậy thì bây giờ chỉ cần M nhích qua một chút, tức là M trừ epsilon, lập tức ta có ngay được một X0 lớn hơn hẳn. Chứ còn X không nhỏ hơn như thế này. X nhỏ hơn M thì có một cái X0 lớn hơn M trừ epsilon, nhích vô chút xíu cũng không được. Ha, rồi. Thế bây giờ để chứng minh cái tính chất này thì thầy chứng minh hai chiều. Chiều thứ nhất, thầy giả sử M của chúng ta là sup A, tức là chiều từ trái sang phải. Thế bây giờ ta thấy ngay, nếu M là sup A thì đương nhiên M là cận trên của A, chuyện đương nhiên. Nó là cận trên đúng thì đương nhiên nó là cận trên của A. Do vậy mà tính chất thứ nhất hiển nhiên là đúng. Rồi bây giờ ta phải chứng minh tiếp đến tính chất thứ hai. Để chứng minh tính chất thứ hai thì thầy sẽ dùng cái phương pháp chứng minh phản chứng. Bằng cách thầy giả sử điều số 2 là không có. Điều số 2 không có có nghĩa là như sau. Phủ định của với mọi epsilon dương là gì? Là tồn tại một cái epsilon dương. Sao cho, xin lỗi, có một cái phần tử X0 thuộc A, tức là với mọi X thuộc A thì ta đều có, ở đây nhỏ hơn thì chúng ta phủ định thành nhỏ hơn hay bằng, tức là chúng ta phải có X0 X này này nhỏ hơn M trừ epsilon nhỏ hơn hay bằng. Thế thì ở đây chúng ta thấy epsilon của chúng ta lớn hơn không, cho nên đương nhiên M lớn trừ epsilon phải nhỏ hơn hẳn M. Mà ở đây thì chúng ta thấy này, như vậy thì lúc này ta có được X nhỏ hơn hay bằng M lớn trừ epsilon. Cho nên cái M lớn trừ epsilon là một cận trên của X. Mà M lớn trừ epsilon còn bé hơn M lớn thì có nghĩa M lớn này không phải là cận trên nhỏ nhất rồi. Mà ở đây chúng ta có được M phải là cận trên nhỏ nhất. Cho nên đương nhiên điều này là mâu thuẫn. Mâu thuẫn có nghĩa là tính chất số 2 này của chúng ta là phải đúng. À, như vậy thì thầy đã chứng minh được cái chiều thuận. Bây giờ chiều đảo lại. Chiều đảo lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có 1 và 2.
thì chúng ta phải chứng minh M là sub của A. Chúng ta chứng minh như sau các em. Trước hết chúng ta thấy như thế này. Với mọi x thuộc A, x nhỏ hơn hay bằng M. Như vậy thì ở tính chất thứ nhất, chúng ta thấy ngay M lớn của chúng ta là một cận trên của A rồi. Vậy thì bây giờ làm sao để chứng minh cái M này quả thực là cận trên nhỏ nhất của A? Lại tiếp tục nữa. Bây giờ ta giả sử M không là cận trên nhỏ nhất của A. Không là cận trên nhỏ nhất của A nghĩa là M của chúng ta nó lớn hơn sub A. Đồng ý ha? Rồi. Vậy thì bây giờ ta suy ra được điều sau đây. Thay chuyển sub A sang bên trái thì ta có M lớn trừ cho sub A phải là sub dương. Thế thì do tính chất 2 ta có tính chất 2. Với mọi epsilon dương thì bây giờ ta chọn cái epsilon của chúng ta là cái số M lớn trừ sub A. Bởi vì M trừ sub A là dương. Ta chọn cái số này là epsilon. Theo tính chất thứ 2 chúng ta sẽ có được một cái giá trị x0 nào đó thuộc A. Để sao cho x0 lớn hơn M đây, trừ cho epsilon mà epsilon bây giờ ta đặt là M lớn trừ cho sub A này. Tức là trừ cho M lớn trừ sub A. Thế thì ở đây tôi rút gọn lại nhé. M trừ cho M hết rồi. Trừ với trừ thành cộng như vậy còn lại sub A. Supremum của A. À, như vậy thì chúng ta lại thấy có một cái điều khá mâu thuẫn như thế này. Sub A bao giờ cũng phải lớn hơn x với mọi x thuộc A. Mà đây ta tìm ra được một cái giá trị x0 để cho sub A nhỏ hơn x0. Chuyện này là không đúng theo cái định nghĩa của supremum. Mà nó mâu thuẫn như vậy thì đương nhiên là hai của chúng ta. Đương nhiên là M lớn không thể nào lớn hơn sub A được. Thì có nghĩa là M chính là cái cận trên nhỏ nhất của A. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Và các em thấy à, như vậy thì cái tính chất này cho chúng ta hiểu ra được rằng như thế này. Cái cận trên đúng tức là nó là một cái cận trên. Tức là một cái tập hợp. Cứ tưởng tượng một cái khoảng. Tập hợp A là một cái khoảng. Thì sẽ có một cái số cận trên. Và cái cận trên đó nó sát, rất sát vào cái tập hợp A cận trên đúng. Sẽ không có một cái số nào chen giữa vào nó. Cái tính chất của supremum cho ta được cái hình ảnh đó. Rồi bây giờ thì một cách tương tự, một cách chứng minh tương tự, chúng ta cũng có được cái tính chất rất hay của cái infimum. Mà thầy chỉ nêu ra mà không chứng minh bởi vì chứng minh nó tương tự. Đó là chúng ta có như thế này. Nếu như M của chúng ta là infimum của A, tức là cận dưới đúng, thì lúc này tương đương với, trước hết M đương nhiên phải là một cận dưới của A. Tức là với mọi x thuộc A, x phải lớn hơn hay bằng M. Đồng thời với mọi epsilon dương, bao giờ ta cũng tìm được một cái x0 thuộc A. Để sao cho x0 nhỏ hơn M cộng epsilon. Và đây là một cái tính chất cũng khá đặc trưng cho cái infimum của chúng ta. Thế bây giờ ngoài hai cái tính chất này ra thì bây giờ thầy giới thiệu cho các em thêm hai cái tính chất nữa mà chúng ta dựa vào cái tiền đề supremum vừa rồi mà thầy có trình bày cho các em. Thế thì cái tính chất thứ nhất nó gọi là cái tính chất axiomat. Thế thì tính chất axiomat này người ta phát biểu như sau. Đó là với mọi AB là số thực, trong đó A là số lớn hơn 0, thì lúc nào chúng ta cũng tìm được ít nhất một cái số tự nhiên N là nhỏ, sao cho N là A lớn hơn B. Thế bây giờ ta tính chứng minh cái tính chất này như sau, bằng cái phương pháp chứng minh phản chứng nha. Thế bây giờ trước hết thầy xem cái tập hợp đây, tại phương chứng phản chứng có nghĩa là tồn tại thì phủ định của nó là với mọi n là thuộc n là lớn. Rồi
NA lớn hơn hay bằng B thì nghịch đảo, tức là phủ định của nó thì phải bé hơn hay bằng. Tức là ta lúc nào cũng có NA nhỏ hơn hay bằng B. Thế bây giờ để đưa đến một cái điều gì đó mâu thuẫn thì chúng ta làm như sau. Thầy đặt A là tập hợp các phần tử x bằng NA, với N là số tự nhiên. À, như vậy thì từ đây ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, rõ ràng x của chúng ta nhỏ hơn hay bằng b. Đây, theo cái điều chúng ta phủ định vừa rồi, NA là x. Điều này xảy ra với mọi x thuộc A. Do vậy mà A của chúng ta là một cái tập bị chặn trên bởi cái chữ b. B là cận trên. Mà A bị chặn trên thì do cái tiền đề supremum vừa rồi, do cái tính chất đầy đủ của cái tập số thực. Bao giờ chúng ta cũng có cái cận trên đúng, tức là sub A. À, như vậy thì ta đặt cái sub A này là M. Ý thứ hai, chúng ta thấy như sau. Thế bây giờ với cái epsilon thầy chọn là A, theo cái tính chất sub vừa rồi mà thầy vừa trình bày, A của chúng ta là số dương, cho nên thầy chọn cái epsilon bằng A là phù hợp với cái tính chất supremum mà trang trước thầy có nói. Thế thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm được một cái x0 thuộc A lớn, sao cho x0 lớn hơn M trừ epsilon, tức là trừ A. Như vậy thì có nghĩa là như thế này này, cái x0 này của chúng ta này nó là cái gì? X bằng NA, tức là có x0 thuộc A, nghĩa là sẽ có được một cái N0 thuộc N lớn, để cho cái x0 của chúng ta là N0A, đúng không? Đây, x bằng NA lớn hơn M lớn trừ A. Thế bây giờ thầy rút M ra, thì từ đây ta suy ra được M lớn như thế nào, nhỏ hơn, phải đặt A làm thừa số chung. Thì chuyển trừ A sang bên trái thì ta còn lại ở đây là N0 cộng 1. Thế thì ta thấy rằng N0 cộng 1 cũng là số tự nhiên, bởi vì N0 là tự nhiên thì cộng 1 cũng là số tự nhiên nhân cho A. Một số tự nhiên nhân cho A thì cái phần tử này rõ ràng thuộc A lớn. Mà M nhỏ hơn một cái số thuộc A lớn thì rõ ràng M lớn không thể nào là sub của A được, bởi vì sub của A là cận trên. Mọi phần tử của A đều phải nhỏ hơn M lớn, mà ở đây thầy đã chỉ ra có một phần tử thuộc A lớn hơn M lớn. Điều này rõ ràng là không đúng, là mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn thì có nghĩa là chúng ta đạt được cái tính chất, ta đã chứng minh được cái tính chất của axiom này rồi. Thế bây giờ chúng ta xem dựa vào cái tính chất axiom này mà chúng ta có được một cái hệ quả cũng khá thú vị sau đây các em. Đó là nếu như chúng ta có với mọi epsilon dương thì bao giờ cũng có một cái số tự nhiên thuộc n, sao cho một chia n nhỏ hơn epsilon. Chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất axiomatic này để chứng minh cái hệ quả này như sau. Không khó, rất nhanh. Thế bây giờ thầy sẽ chọn A và B như thế nào để phù hợp cho cái hệ quả này. Bằng cách là bây giờ A dương, thế thì ở đây chúng ta thấy epsilon đã dương, cho nên thầy chọn luôn A là epsilon. Thế còn B thầy chọn nó bằng mấy? Thầy chọn nó bằng 1. Như vậy thì lúc này ta xem, có một cái số tự nhiên thuộc n thì ở đây cũng có một số tự nhiên thuộc n, sao cho na lớn hơn b. Na đây các em, tức là n epsilon đây, lớn hơn b của chúng ta là mấy? 1. Chúng ta áp dụng trực tiếp cái tính chất axiomatic. Thế thì từ đây ta suy ra được điều gì? Ta chuyển n sang bên phải thì ta có được một chia n nhỏ hơn epsilon. Bất đẳng thức không đổi chiều, lý do bởi vì n của chúng ta là số dương. Ta chuyển qua thì giống bất đẳng thức không đổi chiều, nhìn từ phải sang trái thành giống nhỏ hơn.
Và đây chính là cái điều mà chúng ta vừa mới chứng minh xong cái hệ quả của nó. Thế bây giờ chúng ta cũng sẽ dựa vào cái tính chất Archimedes để mà chúng ta hình dung ra được một cái tính chất khác của tập hợp quy khá hay. Tính chất đó gọi là cái tính chất trùng mặt của quy trong cái tập hợp các số thực R. Chúng ta nêu cái tính chất đó nội dung như sau. Chúng ta thấy cái tính chất này như thế này. Trước hết chúng ta có hai số thực A và B. Và thầy giả sử rằng A nhỏ hơn B. Thế thì tính chất trùng mật của quy trong R nghĩa là như thế này. Bao giờ các em cũng tìm được ít nhất là một cái số hữu tỉ. Sao cho cái số hữu tỉ đó nó chen vào giữa hai cái số thực. Và các em hình dung ra được rằng cái số hữu tỉ nó dày đặc cỡ nào. Nó rất nhiều. Cứ hễ hai số thực thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số hữu tỉ nó nằm ở giữa hai cái số A và B. Thế bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái tính chất Archimedes ở đây cho chúng ta. Vừa rồi thì thầy sử dụng A nhỏ B nhỏ. Thì A nhỏ B nhỏ thì sợ trùng với cái nội dung của tính chất trùng mật này. Cho nên thầy sửa lại thành hai chữ X và Y cho chúng ta dễ nhìn. Đó là với mọi X, Y thuộc R. Nếu và X dương thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số tự nhiên N là nhỏ. Sao cho n là x lớn hơn x. Thế bây giờ chúng ta xem nhé. Trước hết chúng ta có a nhỏ hơn b, giả thiết cho nên b trừ a đương nhiên là số dương. Và bây giờ thầy sẽ sử dụng cái tính chất Archimedes này như sau. Trước hết x dương, cho nên ở đây ta có b trừ a đã lớn hơn không rồi. Do vậy, thầy chọn luôn x của chúng ta là b trừ a, hợp với cái tính chất Archimedes. Và b còn y thì chúng ta chọn là gì? Thầy chọn y là 1. Như vậy thì ở đây ta luôn luôn tìm được một cái số tự nhiên n. Sao cho nx lớn hơn y? Chúng ta xem là nx tức là a, n nhân b trừ a. Lớn hơn y tức là lớn hơn 1. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhờ vào cái tính chất Archimedes mà chúng ta có được cái điều n nhân b trừ a lớn 1, với n là số tự nhiên nào đó. Thế bây giờ thầy lại tiếp tục áp dụng thêm một lần nữa cái tính chất Archimedes này bằng cách sau đây. Thế bây giờ thầy sẽ chọn một cái x dương. Ví dụ ở đây thầy chọn x bằng 1, rõ ràng 1 của chúng ta là số dương. Còn y thì thầy chọn là nb. Ấy y tùy ý âm dương gì cũng được. Thế thì ở đây ta suy ra có được một cái số tự nhiên mà ta đặt tên là m, sao cho cái số tự nhiên đó nhân x tức là m nhân 1 lớn hơn y, nghĩa là lớn hơn nb. Rồi bây giờ thì chúng ta lại đặt cái tính chất này, đặt cái chỗ này là sao? Thế thì bây giờ tồn tại cái số m nhỏ thì thầy sẽ gọi một cái số m phẩy là cái số tự nhiên nhỏ nhất mà thỏa được cái tính chất sau này. Thỏa được tính chất sau này có nghĩa là ít nhất là m phẩy sẽ phải lớn hơn, cùng lắm là nó bằng nb. Mà do m phẩy của chúng ta nhỏ nhất cho nên nếu như mà m phẩy mà trừ cho 1 bớt đi 1 thì đương nhiên nó phải lớn hơn nb. Đã lớn hơn thì đây là, xin lỗi, nó phải nhỏ hơn nb. Là điều đương nhiên, đúng không nào? Tại vì m phải nhỏ nhất thỏa cái tính chất này thì m phải mà trừ 1 thì đương nhiên nó không thỏa, tức là nó phải nhỏ hơn nb. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từng tính chất một tiết nhất. Như vậy thì ở đây ta có được m phải trừ 1 chia cho n. N là số dương cho nên chuyển xuống không đổi chiều, nhỏ hơn b. Rồi bây giờ điểm thứ hai nữa chúng ta thấy m phải trừ 1 chia cho n ta tách ra như sau, bằng m phải chia cho n nó trừ cho 1 chia cho n. Thế thì chúng ta lại thấy tiếp cái m phải chia cho n, đây chúng ta thấy chỗ này
M phải chia N rõ ràng lớn hơn hay bằng B. Còn cái chỗ 1 chia N thì từ ở đây các em rút ra được 1 chia N sẽ nhỏ hơn B trừ A. Vậy thì trừ cho nó thì phải thành dấu lớn hơn. Lớn hơn hẳn cho nên đây không 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 bằng được. Cho nên đây thầy bôi dấu bằng. Phải còn dấu lớn hơn. Trừ cho B trừ A. B trừ cho B trừ A bằng bao nhiêu? Bằng A. Như vậy ở đây chúng ta để ý thấy cái số M phải trừ 1 chia N rõ ràng là số hữu tỉ. Đây, R là số hữu tỉ. Và cái số hữu tỉ R này nhỏ hơn B lớn hơn A. Đây các em, R nhỏ hơn B lớn hơn A. Thì cái R này của chúng ta nó chính là M phải trừ 1 chia N. Và thầy vừa mới chứng minh được cho các em một cái tính chất trù mật của quy trong R. Thế thì đối với lại tập số hữu tỉ thì vừa rồi thầy cũng có nói đến cái tính trù mật của nó nhé. Thế bây giờ thì bài học của chúng ta đến đây thì tạm ngừng. Thầy thân ái chào các em.